Theo phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 257 quy đề TTG ngày 14 tháng 2 năm 2020. Hai công trình là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trung tâm hành chính mới của thành phố Nam Định nằm trong nội dung điều chỉnh. Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong hiện có hai khu nằm trên đường Vị Xuyên thuộc phường Vị Xuyên thành phố Nam Định, quỹ đất hạn chế, trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 chưa quy hoạch quỹ đất để di chuyển trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Một đơn vị khác là trụ sở làm việc chính của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định nằm trên đường Trần Đăng Ninh thuộc phường Bà Triệu, gồm các khối nhà xây dựng đã lâu. Trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025, trung tâm hành chính mới của thành phố Nam Định được quy hoạch tại khu đất hiện tại của công ty cổ phần dệt lụa Nam Định nhưng đến nay không khả thi. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định nghiên cứu giả dạ soát để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định. Sau khi giả dạ soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình và được chính phủ phê duyệt cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025. Theo hướng điều chỉnh chức năng khu thể dục thể thao và khu trung tâm, diện tích 19,1 ha phía bắc hồ truyền thống, giáp quốc lộ 10 thành đất đô thị đa năng với các chức năng sử dụng đất gồm đất đơn vị ở đất công cộng như trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong và đất hạ tầng cấp đô thị điều chỉnh vị trí và quy mô diện tích quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của thành phố ra khu đô thị mới thống nhất trên cơ sở chuyển đổi chức năng đất đô thị đa năng tại phường thống nhất và phường lộc hạ